Về tình trạng người đạo tị tại Thái Lan được định cư ở Canada theo cách nào? Mời quý vị theo dõi clip Sơn Lê đã phỏng vấn Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải như sau. Qua cái sự thao thức về đồng bào Ukraine mà tị nạn khắp nơi như vậy thì Sean rất là tình cờ được tiếp xúc với những anh chị em ở bên Thái Lan và được biết rằng ở bên Thái Lan vẫn còn khoảng 2.000 người Việt tị nạn của chúng ta. Và từ đó khiến cho Sean có những cái sự quan tâm để mà mình tìm hiểu thêm. Và khi mà Sean tìm hiểu thêm như vậy thì được biết là ở bên Canada có một tổ chức Voice Canada. Là một cái tổ chức duy nhất mà đang làm cái công việc gọi là bảo trợ hoặc là bảo lãnh những đồng bào của chúng ta còn kẹt lại bên Thái Lan qua bên này. Thì khi mà Sean tìm hiểu như vậy thì được biết là có rất là nhiều cái tin đồn đoán tiêu cực về tổ chức Voice, chẳng hạn như là tổ chức Voice làm những công việc hối lộ hoặc là đưa những người mà trái phép đổi tên, đại khái là vi phạm những cái rule, những cái hiệp định ở trong đó. Theo chú là một người làm việc cho chính quyền của Canada, thì cái nhận xét hoặc là cái bình luận của chú về cái công việc này như thế nào? Tôi thấy thì cái những lời bình luận, những lời đồn đãi đó nó không có trúng, bởi vì những người mà trước khi mà chính phủ Canada mà chấp nhận đó thì tất nhiên là Voice Canada phải làm đơn cho tất cả những người mà nạp đơn. Xong rồi Voice Canada mới nạp đơn nó lên cho chính phủ, cho Bộ Di trú của Canada để họ cứu xét. Chính chính phủ Canada cứu xét và chấp nhận. Khi cứu xét rồi trên phương diện giấy tờ, xong rồi đó thì là chính phủ Canada mới đến gặp gia đình đó hoặc là người đó để làm interview trực tiếp đối mặt với cái người mà muốn nạp đơn xin vô Canada với sự bảo trợ của Voice Canada. Mà Voice Canada không phải là bảo trợ, Voice Canada là một cái tổ chức đứng ra làm việc với chính phủ, nhận hồ sơ, đi làm hồ sơ. Bây giờ những người mà tị nạn họ đâu có làm hồ sơ được, thì do đó Voice Canada làm hồ sơ. Rồi muốn được cái hồ sơ đó được chấp nhận thì Voice Canada phải đi vận động đồng bào, cộng đồng ở đây. Bởi vì một gia đình mà muốn vô Canada đã phải tốn 25.000 tới 30.000. Wow. Muốn có cái số tiền đó thì phải đi xin, nghĩa là đi vận động, xin gây quỹ vận động đồng bào tại Canada hoặc là tại các quốc gia trên thế giới để có cái số tiền đó, nạp cho chính phủ 25.000 đó trong một cái account để dành cho cái gia đình đó, thì chính phủ nó mới nhận, trên nguyên tắc là nhận cái hồ sơ đó thôi, chứ chưa có chấp nhận cho vô, chưa có đồng ý. Chưa có đồng ý nhận hồ sơ đó, nói là anh đủ làm sơ, cái hồ sơ anh làm đủ hết tất cả những giấy tờ và anh đã có tiền, để khi mà họ qua bên đây đó là một gia đình ba người đó là phải có 25.000, anh đã có giấy tờ, có đầy đủ, có tiền bạc, khi họ qua đây đó thì họ có tiền họ sống. Tuy nhiên anh, cái người đó chưa phải là được chấp nhận, tôi phải, nghĩa là chính phủ phải qua đến gặp cái gia đình đó và phải interview được, là phỏng vấn cái gia đình đó. Sau khi phỏng vấn cho đúng cái gì đó, đúng tất cả những cái điều kiện và cái tiêu chuẩn của chính phủ Canada đưa ra, rồi Canada mới về mới cứu xét. Cứu xét xong rồi mới chấp nhận cho vô hay không cho vô. Thành ra cái vấn đề cho vô hay không cho vô, mà cái vấn đề đi interview đó là do chính phủ Canada đứng ra làm, chứ không phải là cái tổ chức nào mà có quyền đứng ra làm hết. Thành ra những cái lời mà đồn đãi đó tôi thấy là nó không có đúng, không có đúng sự thật. Nhưng mà khi có những cái lời đồn đãi như vậy hoặc là có những cái sự cáo buộc như vậy thì chính phủ Canada có đứng ra điều tra không không chú, để mà kiểm duyệt lại tất cả, kiểm tra lại hồ sơ? Thì chính phủ sau khi nghe cái đó thì chắc là cũng có thể coi lại hay là cái gì đó, mình không biết, tôi không có biết, bởi vì là đó là cái công việc của Bộ Di trú Canada. Nhưng mà những cái lời đồn đãi đó mà không có bằng chứng, không có gì đó, thì đối với chính phủ đó là một cái chuyện không có để cần để ý tới. Bây giờ chính phủ là người đi phỏng vấn, chính phủ là người chấp nhận hay không chấp nhận, chính phủ là người
coi cái hồ sơ nạp có đầy đủ hay không. Họ phải duyệt hồ sơ và họ phải chấp thuận. Đó, đúng. Chứ, họ okay. phải duyệt lại cái hồ sơ. Chẳng hạn như cái gia đình A nói là tôi là tị nạn gì gì đó, tất cả những cái tin tức mà họ khai trên cái hồ sơ đó, khi mà gặp chính phủ để mà phỏng vấn đó, thì chính phủ phỏng vấn như thế nào đó thì tôi không biết ha, bởi là việc của chính phủ. Tuy nhiên khi họ phỏng vấn rồi, xong khi sao hết rồi đó, thì họ mới về họ coi lại coi có đúng hay không, rồi điều tra xong xuôi hết đàng hoàng, điều tra an ninh, điều tra đủ thứ hết, xong rồi họ mới chấp nhận. Yeah. Chứ không phải là đương nhiên họ mình đưa cái hồ sơ đó rồi xong nó ok tôi cho anh vô, cái chuyện đó nó không có. Chính vậy phủ, có nghĩa là vậy có nghĩa là nếu mà những lời đồn đãi hoặc là những cái lời mà cáo buộc là tổ chức Voice vi phạm một cái gì đó hoặc là hối lộ cái gì đó, thì chắc chắn là khi mà chính phủ duyệt hồ sơ và khi mà điều tra, nếu mà những cái lời cáo buộc đó là sự thật thì chắc chắn là họ sẽ không đồng ý cho những người này vô, đúng không chú? Đúng rồi, nói rất là đúng. Yeah. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, mà theo cái chương trình mà Voice đứng ra làm đó, là có một cách làm nữa là phải có 5 người bảo lãnh cái gia đình đó. Phải có người dân Canada phải đứng ra tình nguyện đó, bảo lãnh phải bỏ tiền của mình ra. 5 người. Wow. Mà cái 5 người đó, đó có tiền, có bạc, có gì đó, thì phải nhờ cái Voice Canada nhận lãnh. Ok, tôi muốn nhận lãnh cái gia đình A, thì chúng tôi sẽ ký giấy chấp nhận cung cấp tiền để cho nhờ Voice Canada đứng ra bảo lãnh. Mà khi mà số tiền nạp đó rồi, khi cái bên gia đình nó qua bên Canada rồi đó, thì chính năm cái gia đình đó chịu trách nhiệm cho cái gia đình mình bảo lãnh 1 năm. Thành ra nó không có phải dễ như mà chúng ta ngồi ở ngoài nói rồi, nghĩa là cái công việc nó là ok, làm đơn xong rồi tráo hồ sơ rồi, hay là tên không đúng rồi. Bây giờ chú nói thì John mới hiểu được cái mức độ khó nó như thế nào. Tại vì đứng ra bảo lãnh là cái việc khó rồi, mà bây giờ mình kiếm 5 người hoặc là 5 gia đình để mà tụ tiền lại, để mà đứng ra để mà bảo lãnh một cái gia đình hoặc là một người mà mình chưa hề quen biết. Bây giờ nói John mà đứng ra bảo lãnh một người nào đó mà mình phải bỏ tiền vào đó, có nghĩa là mình phải chấp thuận, cả 5 người này phải chấp thuận là bây giờ tôi phải nuôi người này hoặc là gia đình này, nếu mà họ cần cái sự giúp đỡ gì đó là tôi chịu trách nhiệm hết. Đúng rồi. Dạ. Một năm đầu. Trong vòng 1 năm đầu. Trong vòng 1 năm đầu. Dạ. Đó. Thật ra do đó mà phải có cái số tiền 25.000 là như vậy. Dạ. 25.000 là số tiền đó, là 25.000 là lo vấn đề nhà cửa rồi ăn uống cho cái gia đình đó trong vòng 1 năm. Wow, đó là một cái chuyện đó là hết sức khó khăn. Năm cái người đó ký cái giấy trên cái văn cái đơn bảo lãnh đó rồi mới nạp cho chính phủ dưới sự hướng dẫn của Voice Canada. Yeah. Rồi vì Voice Canada đã làm, không phải Voice Canada đã chỉ có bảo trợ người Việt tị nạn mình tại Thái Lan đâu, mà họ còn cũng có bảo lãnh những người tị nạn tại Syria, tại những cái nơi mà Afghanistan mới đây, họ đều có làm hết. Thành ra họ làm nhưng mà với cái khả năng eo hẹp, bởi vì nghĩa là muốn gây quỹ cho những cái chuyện đó thì cũng rất khó. Nhưng mà đối với đồng bào của mình thì nghĩa là có thể là cộng đồng của mình, đó là sau khi mà an cư lạc nghiệp tại đây có một số tiền mà có thể giúp được đồng bào của mình còn kẹt lại, thì họ rất dễ dàng cung cấp một số tiền 100-200 một người, mà mình cộng thêm nhiều người thì được 53.000, 50.000, xong cộng tới 20-30.000, được 25.000 là mình có thể bảo lãnh được một gia đình 3 người. Yeah. Đó là cái điều kiện của chính phủ, là mình phải có 25.000 mới đã bảo lãnh được một cái gia đình 3 người. Mà mình phải kiếm 5 người đứng ra để mà bảo lãnh. Đúng rồi, 5 người đứng ra bảo lãnh. Thật ra nó kêu là private sponsorship, đó là như vậy đó. Thật ra 5 người đứng ra bảo lãnh phải ký giấy. 5 người đã phải ký giấy, và đồng thời nghĩa là mới xong cái ký giấy rồi mới nạp đơn lên cho chính phủ chứ. Yeah. Rồi chính phủ mới lấy cái đó, cái đơn đó mới đi gặp cái gia đình ở đó, ở bên Thái hoặc là bên Indonesia hay là hoặc bên Philippines chẳng hạn. Rồi họ mới điều tra, họ phỏng vấn, điều tra lý lịch, rồi điều tra an ninh, điều tra đủ thứ hết. Bởi vì muốn vô Canada phải có lý lịch, phải có điều tra an ninh, vân vân, không có tội phạm, không có tham nhũng cái gì đó, họ điều tra đủ thứ lâu lắm.
mà khi từ khi mà nhận cái đơn á mà đi tới interview đó phải mất ít nhất là từ 2 tới 3 năm. Wow. Đó, rồi đúng khi mà nhận rồi đó mà qua nó chịu ok tôi nhận cái gia đình này thì lúc đó, đó nó mới thông báo cho cái nhóm bảo lãnh đó hoặc là nó thông báo cho Voice Canada ok cái gia đình đó chúng tôi chấp nhận và chúng tôi sẽ làm thủ tục để mua vé máy bay đi cho đi vô. Mà cái vé máy bay đó đó là Voice Canada phải chịu, bởi vì nằm trong cái số tiền 25.000 đó mình phải chịu. Không phải dễ. Mình nói ở ngoài mình không biết, mình nói ở ngoài chứ cái chuyện đó không phải dễ. Thành ra cái công việc mà mình làm, mình càng làm, mình càng nói ra như vậy, thành ra nó gây cái tiếng cái hoang mang của đồng bào của mình. Mà gây sự hoang mang đó thì nghĩa là đồng bào của mình sẽ không có cái sự chẳng hạn như là đóng góp hoặc là tiếp quan tâm yểm trợ, thì nghĩa là cộng đồng người Việt tị nạn của mình bị tị nạn nằm ở bên Thái còn kẹt lại là như vậy. Phải nói là đây là một cái sự gọi nó là rất là khó khăn, rất là khó khăn. Tại vì kiếm được 5 người, 5 đồng bào mà phải đủ tiêu chuẩn nữa, có nghĩa là phải điều kiện. Có đủ tiêu kiện, đủ tiền bạc để mà bảo lãnh. Thứ hai là họ phải có lòng, họ phải tin tưởng những cái gia đình này, tại vì những gia đình tị nạn mà sang đây là họ phải chịu trách nhiệm hết, đúng không chú? Đúng rồi. Vâng. Mà mình không họ quen biết gì với họ. Đó. Rất là khó khăn. Mà khi mà tìm được rồi, nộp cho chính phủ rồi, chính phủ còn phải xem xét có duyệt hay không nữa. Phỏng vấn nữa. Wow. Thế thì cho Sơn hỏi chú cái này. Thế thì trong những năm tháng vừa qua đó, qua những cái sự cáo buộc là Voice Canada ăn gian hoặc là hối lộ này nọ, làm giấy tờ giả, thì chính phủ Canada có bao giờ từ chối bất cứ một gia đình nào dựa trên những cái sự cáo buộc đó chưa? Dạ thưa, theo tôi biết tới giờ phút này là không có gì hết. Chưa bao giờ từ chối. Bởi vì nó có cái vấn đề đó là nó không phải mình cứ nói mà không có bằng chứng lên, cứ nói lên vậy rồi người ta đã nghe. Bởi vì khi mà mình làm đơn giấy tờ đó, nộp lên cho chính phủ đó, chính phủ nó nhận cái hồ sơ đó trước rồi nó mới cứu xét cái hồ sơ đó, rồi cái hồ sơ đó đúng tiêu chuẩn và đúng thiệt rồi đó, nó chấp nhận cái hồ sơ đó rồi thì nó mới liên lạc với ví dụ như liên lạc với Voice Canada, nó ok cái đơn anh nộp cho tôi đó để bảo trợ cái gia đình 4 người này đó, chúng tôi chấp nhận cái hồ sơ của anh, tuy nhiên chúng tôi còn phải điều tra, phỏng vấn, vân 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 vân, và chúng tôi sẽ thông báo khi chúng tôi chấp nhận. Thì từ cái lời nói mà chấp nhận đó, từ ngày mà nộp đơn đó để được cái sự trả lời của chính phủ Canada mà chấp nhận đó phải mất từ 1 năm tới 2 năm. Rồi khi mà từ 1 năm tới 2 năm đó, khi mà chính phủ đi qua bên Canada, đi qua bên Thái Lan để mà làm phỏng vấn interview này cái nọ phải mất từ 1 năm tới 2 năm. Thật ra muốn được một cái gia đình muốn được chấp nhận qua bên Canada phải mất từ 3 năm tới 4 năm. Nếu không là phải 5 năm chứ không phải là dễ. Thật ra nếu mà nói cái công việc nói như mình nói thì mà thường nghe ở ngoài đó thì tôi thấy cái chuyện đó nó không có trúng. Bởi vì chính phủ Canada làm việc thì chính phủ Canada làm việc rất là kỹ lưỡng, chứ không có thể nào nói là tôi đổi tên, tôi tháo tên, tôi đổi người này, tôi đổi người kia, nó không có đúng, không có đúng. Cảm ơn thượng nghị sĩ. Cái lý do mà Sơn muốn hỏi thượng nghị sĩ cái câu hỏi này ngày hôm nay, tại vì chú trực tiếp làm trong chính phủ Canada, làm cho chính quyền, và chú rất là hiểu rõ về chính quyền Canada. Và Sơn cảm thấy là những cái lời cáo buộc này, những cái tin đồn như thế này, thứ nhất là nó hủy hoại đi cái danh dự của những người tốt mà đứng ra làm những cái công việc mà không phải ai cũng muốn làm, không phải là tổ chức nào cũng muốn làm, hoặc là gánh lấy cái trách nhiệm này. Thì hủy hoại cái danh dự của họ là một cái điều, khi mà cái sự cáo buộc này nó không có true đó, nó không có đúng cái sự thật, thì đó là một cái điều rất là tổn hại đến danh dự của họ. Và thứ hai, cái những người mà chịu tổn thất nặng nề nhất vẫn là những người tị nạn của chúng ta. Đúng, anh nói rất trúng. Những đồng bào mà đang nuôi những cái hy vọng là mình có thể thoát được cái kiếp sống sống bờ sống bụi ở những cái quốc gia như là Thái Lan hoặc là Indo. Những đồng bào này họ rất là hy vọng một ngày nào đó họ có thể, có nhiều người khi mà Son nói chuyện là có nhiều người chờ cả 20 năm, 30 năm. Đúng rồi. Đúng. Để mà đến được những cái bến bờ tự do như là chú và Son bây giờ.
thì đó là những người mà thực sự đồng bào của chúng ta mà chịu cái tổn thất nặng nề nhất. Dạ, cái lời nói của Sean Lee tôi thấy rất là trúng, bởi vì chúng ta có thể là vì lý do gì đó mà chúng ta buộc đưa lên một cái lời nói nó như thế, thì nó hại không phải chỉ cho cái tổ chức đó hay là cái gì đó, mà nó còn hại đến những người mà còn kẹt lại tại những người mà tị nạn của chúng ta còn kẹt lại tại Thái Lan. Thành ra tôi thấy rằng nghĩa là công việc của những người mà nghĩa là tự nguyện mà làm đó, tôi kêu là ăn cơm nhà mà gác nhà voi đó, làm cái công việc mà không ai chịu làm hết, mà đứng ra cực khổ mà đi xin tiền rồi đi cái này cái nọ để mà bảo lãnh cái người tị nạn của mình qua đó, là tôi thấy là cái công việc đó tôi thấy chính chúng tôi phải cảm ơn cái những người đó, cái hội đó đã đứng ra mà nhận lãnh đó. Chẳng hạn như là 20 mấy người mà tôi nhờ Voice Canada để nhận lãnh ở bên Indonesia, mà Voice chịu đứng ra mà lo công việc xin gây quỹ để có tiền rồi gia đình này kia nọ để nhận qua, tôi thấy là cái công việc mà họ làm đó mình phải phục họ, phải khen họ, bởi vì họ bỏ công bỏ sức ra để mà làm một cái việc mà như anh Sean Lee nói là không có ai làm hết, mà họ chịu đứng ra làm, thì tôi thấy là chúng ta phải 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 khâm phục họ chứ không phải là chúng ta nên chỉ trích họ. Và tôi nhận thấy rằng cái công việc của Voice Canada làm thì tôi thấy tôi rất là khâm phục họ làm, bởi vì không phải là họ làm từ mới đây thôi mà họ đã làm rất lâu rồi, mà tôi đã biết cái công việc của họ mà làm việc mà nhận người tị nạn, như tôi nói hồi nãy, không phải chỉ có lúc sau này không phải chỉ có người tị nạn ở Việt Nam mình tại Thái Lan hay là tại những nơi khác, mà lúc sau này thì còn có Syria rồi còn có Afghanistan mà bây giờ sắp sửa tới Ukraine nữa. Thành ra họ cũng đứng ra làm, họ làm hết tất cả mọi việc. Nhưng mà đồng bào của mình thì họ chú trọng nhiều hơn. Nếu mà chúng ta có tiền thì họ chú trọng nhiều hơn. Bởi vì là khi mà chính phủ mà chẳng hạn như cái làn sóng tị nạn hiện nay ở của Ukraine thì chính phủ nó có rất là dễ dãi, nó có những cái gì đó, thì cái Voice Canada nếu mà có đứng ra làm thì họ rất là dễ dàng, bởi vì chính phủ chấp thuận cái chương trình đó. Dạ. Theo chú thì theo Sean được biết thì bây giờ là tổ chức Voice Canada chỉ có thể bảo lãnh một số người thôi đúng không chú? Tại vì cái kinh phí nó rất là eo hẹp, tại vì bên Thái Lan thì còn kẹt lại cả gần 2.000 người. Vậy thì theo chú có cái giải pháp nào không, làm cách nào để mà chúng ta có thể mang những đồng bào của chúng ta bị sót lại ở bên đó sang đây được không ạ? Tôi thấy chỉ một điều duy nhất đó là chúng ta, những người đồng bào của chúng ta, những cộng đồng của chúng ta tại Canada hoặc là trên thế giới, Hoa Kỳ hoặc là các cộng đồng trên thế giới, đóng góp một người cho 50-100 đồng hay là cái gì đó cho cái quỹ mà để mà bảo lãnh đó. Bởi vì một gia đình 3 người phải là 25.000, không phải ít. Mà muốn bảo lãnh hết 20 mấy người mà từ ở bên Indonesia qua bên đây đó, thì tôi thấy là Voice Canada cái quỹ kìa cả 300-400 ngàn, tiền đâu. Mà bây giờ mình không có tiền thì nghĩa là mình không bảo lãnh được, mà không bảo lãnh được thì nghĩa là cộng đồng những người tị nạn của mình tại Thái sẽ bị kẹt ở đó. Thực ra những ai còn có tâm huyết xin yểm trợ vật chất hay là cái gì đó để mà chúng ta cưu mang những đồng bào chúng ta còn kẹt lại tại Thái Lan, nếu được thì nghĩa là tiếp một tay, nằm trong một trong những 5 người ký giấy để mà bảo lãnh cái gia đình đó, vân vân. Thì như thế đó, chúng ta mới trực tiếp nói rằng tôi đã đóng góp cho nhân dân Việt Nam, cho những người tị nạn Việt Nam. Nếu mà chúng ta không đóng góp được, chúng ta không làm được, thì chúng ta nằm im, không chỉ trích, không nói. Chúng ta làm được, chúng ta nói, chúng ta tham gia. Thành ra
tôi yêu cầu là có thể kêu gọi tất cả những người Việt, cộng đồng Việt Nam mình trên thế giới, nếu được yểm trợ cho những cái nhóm nào mà đứng ra bảo lãnh cho những người Việt Nam tị nạn lại còn kẹt lại tại Thái Lan, thì đó là một điều tôi hy vọng rằng trong tương lai 1-2 năm sau, nghĩa là người Việt tị nạn không còn là người Việt tị nạn nữa, không riêng gì ở Thái Lan mà tất cả các quốc gia trên thế giới. Dạ, rất là cảm ơn những lời nói của thượng nghị sĩ. Thực ra Sean cũng không có biết gì nhiều về cái tổ chức Voice Canada, chỉ biết phong phanh thôi. Nhưng mà khi mà Sean tìm hiểu về những người đồng bào mà tị nạn ở Thái Lan, thì Sean mới bắt đầu có những cái mối quan tâm. Và khi mà mình nghe những cái tin đồn đại như vậy, nói thật sự nếu những cái lời đồn đại tiêu cực đó mà nó đúng sự thật thì cũng rất là đáng lên án. Thì chúng ta phải lên án những cái gì mà nó không đúng với sự thật. Nhưng mà nếu nó không đúng với sự thật thì Sean cảm thấy đây là một cái sự tổn hại rất là lớn đối với những người tị nạn ở bên Việt Nam, những gia đình của họ đang sống vất vưởng ở những cái khu thành phố mà họ không có được cái giấy tờ hợp pháp để mà đi làm. Thì rất là cảm ơn thượng nghị sĩ đã có mặt trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay và chia sẻ rất là nhiều cái vấn đề để mà làm rõ cái sự thật nó như thế nào. Trước khi kết thúc chương trình thì thượng nghị sĩ có bất cứ một cái lời chia sẻ nào đến với quý vị khán thính giả mà đang theo dõi chương trình ngày hôm nay không ạ? Thưa thì cảm ơn Sean Lê rất nhiều. Thì tôi thấy rằng là buổi nói chuyện ngày hôm nay rất là thú vị và đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó có cái vấn đề mà cấp bách rất là cần thiết, đó là tiếp tục bảo lãnh, bảo trợ cho những người Việt tị nạn còn lại của chúng ta tại Thái Lan. Tôi không biết con số, nhưng mà theo Sony thì cho biết là khoảng 2.000. Mà muốn 2.000 như vậy mà một gia đình phải 25.000 thì con số rất là khổng lồ chứ không phải số nhỏ. Thành ra chúng ta giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.